Xin chào tất cả mọi người nhé. Mấy hôm nay bây giờ mình có thời gian để ra ngoài quay một vài cái video làm vlog. Oh, xe cũng hết xăng rồi, đi đổ xăng cái đã. Hôm nay định làm cái đánh giá về nhất Motul 5110 với cái 30 mình đổ hôm trước ấy, cũng chưa đi được nhiều các bạn ạ. Tí nữa mình sẽ dừng lại chỗ nào đấy, nổ máy cho các bạn xem tiếng máy của nó có xào không nhé. Nhưng mà có nhiều bạn bảo xào nhưng mình nghĩ là không đến mức đấy đâu. Nhất 30 nhưng mà thấy nó êm nên nó bốc lắm. Rồi đổ xăng rồi đó. Wow. Đây là lần đầu tiên mình đổ xăng cho xe hết 100.000 một lít. À chết nhầm. Lần đầu tiên mình đổ xăng cho xe hết 100.000 cho một đầy lần đầy bình. Wow. Không ngờ luôn. 25.000 một lít xăng. Mà lần này mình đi đến gần cạn. Bình có 4 lít rưỡi đúng không? Thì mình đi còn để mình reset cái chip ấy. Chip A đi 206 cây, hết 4 lít, tức là khoảng 50 km cho 1 lít xăng. Rồi cũng ổn, mình đi nó cũng không được nhẹ nhàng cho lắm. Wow, lần đầu tiên đổ tròn 100.000. Lần vừa rồi mình đổ xăng 92 các bạn ạ. Tại sao mình còn đổ thêm cái dung dịch vệ sinh kim phun của Honda mà nữa, cho nên là mình đổ xăng 92 thôi. Mình đổ đầy bình cái đợt vừa rồi đi đến 206 km thì mình đổ thêm xăng, thì vừa đổ xong hết 100.000 các bạn ạ. What? Quá bất ngờ với cái lần đổ xăng này. Mình cứ nghĩ đâu đấy chỉ mất khoảng 70.000 thôi, nhưng mà thật không ngờ giá xăng nó đắt, rồi lại thêm mình đi đợt này nó đi hơi kiệt nữa. Vừa rồi đổ xăng thì đó mất 4 lít xăng cho 206 km, 207 cây. Vậy thì khoảng 51 đến 52 cây cho 1 lít xăng. Với cách đi của mình thì mình thấy thế là ổn đấy. Mình đi nó không nhẹ nhàng cho lắm. Đa số mình còn chở người đằng sau nữa. Với 200 cây này, vậy thì cũng khá là tuyệt vời chứ. BM420i màu hồng. Cô the nhỉ. Mấy anh đứng đây thì chết mình. Mình có đặt một gói hàng ở Lazada. Dạo gần đây họ cho giao hàng về những cái điểm nhận hàng hộ như là siêu cây. Mình thấy thật sự rất là tiện đấy. Hôm trước mình có đặt một gói hàng nhỏ nhỏ thôi, trọng lượng nhẹ thì sẽ cho giao hàng về những cái điểm như vậy. Hôm nay mình vừa mới đặt được 1-2 hôm, hôm 11 tháng 11 đấy. Hôm nay có hàng thì đi ra lấy. Một cái điểm mình chọn ở gần nhà rất tiện, bởi vì trong thời gian làm việc hàng ngày thì mình không muốn đi nhận hàng cho lắm. Đây. Sơ của cây. Em ơi cho anh lấy cái đơn Lazada với Dương. Đúng rồi. 580 258.
khi mình đến mình nhận hàng thì chỉ cần nhập cái chỉ cần đọc cái mã pin này lên là được. Ờ 580258. Đó. Các bạn nhân viên là các bạn sẽ quét và 258. Khi mà đúng mã thì mình sẽ nhận hàng thôi. Rồi, mình cảm ơn nhá. Rất là easy đúng không mọi người? Mấy dạo gần đây mình thấy Lazada có cái chính sách như vậy, đặt hàng nó rất là tiện. Bây giờ lượn lượn vài vòng, thấy cái gì hay hay thì chơi ha. Không biết cuối tuần của mọi người như thế nào nhưng mà ui xà, hôm nay không lắp cái để chở đồ. Không biết cuối tuần của mọi người như thế nào nhưng mà cuối tuần của mình không có nhiều thời gian cho lắm. Thế cho nên là hôm nay chiều chủ nhật rồi mới có thời gian đi quay một tí thôi. Khá là bận mọi người ạ. Định bảo là quay xem tiếng máy thế nào nhưng chắc là để cuối video này nha các bạn. Lượn lờ một tí rồi. Wow. Ta vừa đến đó vậy các chú. Cuối video này mình sẽ dừng ở chỗ nào đấy nó kiểu rộng rãi và yên tĩnh một tí nhá. Mình sẽ xem tiếng máy của nó đủ nhất Motul 5100 MW30 này nó có thật sự là kiểu bị xào máy quá không ấy. Mình không nghĩ là nó xào đâu. Mình sẽ làm một vòng ở đây. Hôm nay đi qua chợ xanh nhỉ. Chợ xanh thì có rất nhiều cái để cho anh em xem ấy. Ơ quên mất, mình định vào đi mua ít đồ mà. Thôi để sau vậy. Ngày xưa đi qua đây tầm này không có chỗ mà đi ấy. Ồ, lâu lắm đi qua chợ xanh ấy. Sorry. Hôm trước cô với anh em bảo là tiền xăng thì đáng bao nhiêu so với cái xe, nhưng mà đối với mình nó đáng vãi cả nồi luôn. Anh em cứ thấy một lần đổ xăng mà đi được một tuần ở đâu. Nếu mà sau này mình sẽ đi làm cơ khoảng gần 100 km một ngày và đi được 200 cây là phải đổ mất 100.000 đúng không, với cái giá xăng này thì nó thấm vãi cả nhái luôn. Thề luôn đấy. Mình cứ khoảng 2 đến 3 ngày lại mất 100.000. Tức là một tuần mình mất khoảng 200.000 tiền xăng. Một tháng mất 600.000. Một năm tính sơ sơ ra đến đấy cũng phải 6-7 triệu tiền xăng này. Hy vọng là giá xăng nó sẽ giảm. Chứ còn đối với cái giá hiện tại và có nhiều anh em mà di chuyển nhiều thì giá chát vãi luôn. Với giá xe hiện tại đây là cho là 35 triệu đi, cả đăng ký ấy. Mà thấm mất khoảng 6 đến 7 triệu xăng một năm thì nó gọi là rất là đáng. Siêu quá đáng luôn đấy. Rồi đi lên trên kia xem chỗ nào vắng vắng một tí, mình thử tiếng bô tiếng máy phát một đoạn và dừng lại để xem tiếng máy của nó có sao không nhá. Lại là một khu vực quen thuộc. Ở đây cho anh em nghe tiếng máy của nó có bị xào không nhá. Mình mới đi được có đâu đấy gần 300 cây thôi cho nên là để tí nữa mình sẽ vứt rác sau. Mình mới đi được có đấy khoảng 300 cây thôi cho nên là chưa đánh giá được cái nhớt này đâu, nhưng mà
cảm nhận ban đầu thì mình thấy nó rất là kiểu nào nhỉ, rất là bốc, gần giống như con cắt trôn Power Ultimate 10W30 ấy, nó gần giống như vậy. Mình nghĩ là nhất 30 nào cũng kiểu cảm giác bốc bốc như này thôi. Nhưng mà xào thì mình không thấy nó xào lắm đâu. Bỏ cái kính ra nói chuyện cho dễ. Mình không thấy nó xào lắm đâu. Các bạn có thể trải nghiệm cái nhất này được trong thành phố. Mình nghĩ là đi tour cũng được thôi, nhưng mà đi tour ngắn thôi nhá, không đừng có đi tour dài quá, mẹ kiểu chai hát quá ấy, thì nó không tốt cho máy lắm. Mình nghĩ là vậy, nếu mà đi quá sức thì không được. Ví dụ anh em đi Mộc Châu chẳng hạn, từ Hà Nội Mộc Châu hoặc từ Hà Nội đi phượt Hà Giang chẳng hạn thì nên đi nhất 40 nhá. Ví dụ như Repsol này cũng được này, hoặc là mới nhất cao cấp hơn, nhiều lắm, anh em cứ tìm hiểu nhá. Còn trong tầm giá này đi trong thành phố thì mình thấy nhất này rất là hợp lý. Về độ xào thì bây giờ mình sẽ cho các bạn nghe xem tiếng máy liệu có nhà xào lắm không. Chắc là mình sẽ lấy điện thoại để quay, nó sẽ hợp lý hơn nhỉ. Bắt đầu thu bằng điện thoại nhá. Tiếng bô này. Rồi tiếng máy này. Có tiếng cách cách cách, tức là tiếng kiểu như là tiếng khi phun xăng ấy, nhưng mình nghĩ là nó là bình thường mà. Xe mình sẽ bị cái tiếng tạch tạch này nó to hơn những cái xe mới mua. Kể cả xe này hồi mới cũng vậy, nó không bị tạch tạch như thế, nhưng mà mình nghĩ là đi sau một thời gian thì nó kêu hơn so với bình thường thì cũng là không có vấn đề gì. Đó. Các bạn thử so sánh với tiếng máy xe các bạn thì có êm hơn hay như thế nào. Các bạn thử so sánh với tiếng máy xe của các bạn xem như thế nào nhé. Mình nghĩ là xe mình cũng tương đối êm đấy. Rồi. Hôm nay cũng là một cái vlog ngắn ngắn vậy thôi, để anh em giải trí cuối tuần thôi mà. Rồi. Video mình xin kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn anh em đã xem video này. Có bất kỳ ý kiến đóng góp nào hãy cứ comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Hãy like và subscribe kênh của mình để ủng hộ cho mình phát triển hơn trong tương lai nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.